Hello cả nhà, hôm nay là đang dẫn Út Đẹp đi thử ruộng. Út Đẹp, xe 2 gia đình 8. Út Đẹp đi đâu đó? Bữa nay vợ chồng tôi đang dẫn Út Đẹp đi trong quán. Để xỉn, xỉn quá thành câu luôn. Just get something light, no, honey. Just get something light. Don't want to open for tasting. I don't want this. Whatever it works. Ốc hoa đây con này, hổ hủ dễ thương nữa. Không có chi hả? Này là gì? Miếng này giống như không có chi vậy đó. Ồ, phát phiết kìa đây nó trên nồi. Này là giống như ranch, này ranch ăn với salad á. Gia đình tám biết không, này ranch ăn với salad. Còn này là confiture à. Cái này là confiture nè. Cái này là confiture của dâu nè. Giống như Đà Lạt đó. Cái này là confiture của trái lê nè. Mít nè à. Còn cái này là mấy cái đồ chấm salad. Có cái này nhìn hấp dẫn không? Hả? Cái này là cái này là để ăn cheese, ăn với cheeseburger hay là cái gì. Cái này là relish. Relish này của Ý, Ý ẻ. Wow. Trời bự quá hả? Để anh thử, mình đang hồi đang kiếm mình sao nó. Không có, mình đứng đây nè, từ từ nó tới. Ồ, đây có bán bánh Ý quá trời. Cái ẻ. Nó đi chơi thử, nó thử cái đó. Thử đi. Không phải, nó thử. Nếu ngon mua một cái thì đang ăn. Ăn đi, ăn. Anh đang thử bánh rồi, thử rượu rồi. Ăn bánh. Thử bánh nè. Nó có kẹo. Nó hả? Sớm hả? Út đang đói bụng. Con gái. Ok, bye bye, see you again.